các vụ lỗi ký tờ khai thuế, không tìm thấy chữ ký số hoặc chữ ký không đúng. Lỗi xảy ra thường do 3 nguyên nhân như giải thích trong video. Bước 1. Ấn phím Windows, gõ tìm kiếm token, kích hoạt phần mềm VMPTCAA Token Manager để kiểm tra thông tin chữ ký số. Nếu không thấy phần mềm, người dùng thực hiện theo hướng dẫn trong clip CA04 càn với thiết bị token. Bước 2. Bật phần mềm VMPTCAA Token Manager rồi người dùng làm theo clip CA08. Kiểm tra thời hạn token để kiểm tra các thông tin về chứng thư số. Bước 3. Người dùng thực hiện theo clip CA03. Cập nhật chứng thư số gia hạn thuế điện tử để kiểm tra số CJ có khớp không.